Hôm nay mình sẽ cập nhật tiếp tình hình bộ hồ Bo Bo 6 ngày tuổi. Và tối hôm qua thì mình đã bổ sung thêm cho nó mang bánh mì thêm. Thì thấy hôm qua là ngày nó thấp nhất, Bo Bo nó giảm thấp nhất so với từ lúc bắt đầu tới giờ, rất là ít. Mưa hôm qua mưa cũng rất lớn, mình rớt rất là nhiều trứng ốc nha các bạn. Rồi cũng như thường lệ mình bắt đầu từ hai cái hồ sơ cua thì hôm qua mình bỏ thêm phân bò và rất nhiều. Nên hồ sơ cua khi còn nhiều hơn cái hồ chính nữa, rất thử rồi. Đó vô luôn hồ sơ cua mình như vậy nè các bạn, còn đồ gì nữa mình vớt hết luôn cho cá ăn lên. Thì thiếu ăn, nhưng bữa nay mấy con cá no đủ rồi. Tiếp tục cái hồ sơ cua này nữa. Bạn thấy là cái phân bò mình bỏ vô cái chai nước suối nhỏ 250 lít đó, mình chèn nó xuống. Chai đó mình mở nắp nha. Bạn đi là trùng huyết rất là nhiều nha, trùng huyết nó bám vô thành hồ rất là nhiều. Rồi giờ khử cái hồ sơ cua này cái. Wow, mình ăn cá có lọc ăn rồi. Rồi bây giờ mình đi vô vấn đề chính. Đây là cái hồ Bo Bo chính 400 lít. Hôm qua trời mưa lớn cho nên trứng ếch rất là nhiều. Trứng ếch đều này nè, thì vớt bỏ. Không thấy nổi mày Bo Bo là mình cũng vớt thử. Trung huyết nhiều nhưng bo thì ít. Một ổ trung huyết ở đây luôn các bạn. Phải đi vớt cái bò nó mà đi vớt chuột huyết.
là nhiều quá. Rất là nhiều bò bò, rất là nhiều chuột huyết mà không có bò bò. Vậy tại sao trong hai cái hồ nhỏ xíu này mà bò bò nó nhiều hơn hồ lớn? Lý do là hai hồ này mình có nắp mình che, nó không bị nước mưa vô. Bữa nay mình sẽ đầu tư một cái nắp che mà nước mưa mới được, cho giữ cái hồ bò bây giờ ảnh hưởng quá. Rồi chào các bạn.